Solana, một dự án rất là nổi bật mà chắc hẳn là rất là nhiều người biết đến nó, kể cả những người mà mới tham gia vào thị trường này. Tại vì xung quanh Solana nó có rất là nhiều câu chuyện và rất là nhiều kỷ niệm. Đối với những người cũ thì chắc hẳn là những cái kỷ niệm buồn nhiều hơn là những cái kỷ niệm vui, đúng không? Vì rất là nhiều người đã bán Solana ở cái vùng giá 1 đến 2 đô trước khi nó tăng trưởng một mạch lên tới là hơn 250 đô, đúng không? Và cũng như là rất là nhiều người đã bán từ sớm, sau đó thì đã đu theo ở đây. Và cũng như là rất là nhiều người cái lúc mà uptrend ấy mua Solana ở cái vùng giá rất là cao, và sau đó thì chứng kiến nó sụt giảm rất là nhiều, và cũng như là đến mức là tuyệt vọng khi mà FTX sụp đổ, là bởi vì chính FTX, chính Alameda Research là góp phần lớn cho sự tăng trưởng ngoạn mục của Solana, đúng không? Và những người mới thì chắc hẳn là sẽ còn được nghe nhiều câu chuyện liên quan đến Solana nữa, cả về cách nó tăng trưởng, cả về khi mà FTX sụp đổ, cũng như là có khả năng là sau này nó có thể là trở lại cái đường đua mà nó đã từng dẫn đầu ở trong cái chu kỳ trước. Vào hôm nay thì chúng ta cùng nhau nói về Solana nhé, nói về cái quá khứ hào hùng của nó, nói về hiện tại của nó đang làm gì, cũng như là nói về tương lai, liệu rằng là Solana có thể là lấy lại cái ánh hào quang khi xưa, trở thành một cái dự án tăng trưởng rất là mạnh, để mà những anh em nào mà đang đu Solana chúng ta có thể là về bờ, hoặc là chúng ta có thể là tìm kiếm một cái cơ hội đầu tư, một cái dự án mà có thể là làm được cái điều mà ADA đã làm được ở cái chu kỳ trước. Và Solana có phải là sự lựa chọn hoàn hảo không? Chúng ta hãy cùng theo dõi video nhé. Và trước tiên chúng ta sẽ nói một chút về cái quá khứ của Solana, để cho những người mới chúng ta có thể là biết được một cái dự án nó đã hình thành cũng như là nó tăng trưởng mạnh đến cỡ nào, để mà mọi người có thể là có thêm được cái kinh nghiệm hay là có thêm được những cái dẫn chứng cụ thể để mà chúng ta có thể là áp dụng vào những cái dự án về sau này ở cái chu kỳ uptrend sắp tới nhé. Và Solana là một blockchain layer 1, nó cũng giống như là rất là nhiều những cái blockchain layer 1 khác thời điểm đó, sinh ra với cái sứ mệnh là killer ETH, thay thế ETH, nhưng mà đến bây giờ thì chưa dự án nào làm được, đúng không? Nhưng mà Solana ở cái thời điểm đó thì nó nổi bật bởi vì nó tốc độ rất là nhanh và phí rất là rẻ, khả năng mở rộng cao. Và từ những cái ưu điểm đó thì Solana nó giải quyết cái bài toán mà ETH đang gặp phải cái thời điểm đó, đó là rất là chậm này, cũng như là khả năng mở rộng kém và cái phí giao dịch rất là cao. Lúc đó thì ETH nó không thể đáp ứng được cái sự bùng nổ của thị trường, bùng nổ của DeFi cũng như là những cái chain sau này, vì lúc đó thì chưa có nhiều những cái dự án layer 1 như bây giờ, cũng như là chưa có những cái dự án layer 2 thực sự là nổi bật. Solana là cái thằng đi đầu ở cái thời điểm đó, nên nó tận dụng được cái làn sóng DeFi này, rồi là NFT các thứ và những cái trend khác của cái thị trường cái thời điểm đó, nên là nó đã có cái sự bùng nổ rất là mạnh. Và trước khi mà nó đánh dấu cái sự tăng trưởng mạnh về giá cũng như là bùng nổ về số lượng đi áp cũng như là các cái dự án xây dựng trên nó, thì chúng ta sẽ quay lại với lại là cái giá của cái thời điểm đó này. Ở đây là nến tháng, thì mỗi cái cây nến này là một tháng nhé, mọi người nhìn thế này thôi, nhưng mà thực sự lúc đó thì anh em nào ở thời điểm đó thì chúng ta mới biết được, đó là khi mà cái Solana này nó có giá là trên 4 đô ấy, và dần dần thì giá nó sụt giảm xuống đến mức là chỉ còn hơn 1 đô thôi, đến 2 đô thôi. Thì lúc này anh em rất là nhiều người chán nản, tại vì cũng rất là kỳ vọng vào Solana. Thời điểm đó thì nó đang rất là hot mà, nên là nhiều người biết đến, cũng như là Solana lúc đó thì cũng rất là nặng thuyền, nên là nó phải đi giá như thế này rất là lâu. Do vậy đến cái đoạn này này rất là nhiều anh em chán nản vô cùng luôn, cộng với lại là sắp đến có một đợt unlock rất là nhiều token của Solana, thì rất là nhiều anh em mà chán và đã bán bớt ở cái giai đoạn này rất là nhiều này đó. Và mình cũng là một trong những cái người đó đã bán Solana ở giá 2 đô khi mà gần đến cái đợt unlock của Solana. Thì chúng ta sẽ xem ở đây cái đợt unlock của Solana thì nó diễn ra vào cái đợt là đầu tháng 1 năm 2021 nhé. Và khi mà gần đến cái đợt unlock như thế này này, thì nhiều người nghĩ rằng là trước khi có đợt unlock này thì team cũng như là mà có thể là sẽ có một đợt đẩy lên để mà có thể là tạo cái nền giá cao để có cái thanh khoản mà xả cái số lượng token lớn chuẩn bị unlock này. Và sau khi mà nó unlock thì nó sẽ bị xả rất là nhiều, tại vì đợt này nó unlock rất là nhiều mà. Nhưng mà khi mà nhiều người cùng nghĩ về một hướng
thì nó sẽ làm ngược lại. Và mọi người thì cứ chờ đến cái đoạn trước unlock này xem nó có đẩy không. Và gần đến nơi rồi thì chả thấy nó đẩy gì cả mà giá lại cứ giảm thôi. Nên là rất là nhiều người sợ hãi rằng là khi mà unlock một lượng lớn ra như vậy nữa thì giá của Soi nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều nữa. Nên là nhiều người đã bán mất ở cái giai đoạn này này. Và khi mà nhiều người bán rồi thì mọi người thấy rằng là nó tăng lên một mạch luôn như thế này. Cho đến tận đây thì nó có điều chỉnh và kiểu như là nó rũ bớt hàng đi để những người mà người ta chưa bán ấy, hoặc là người ta mua ở những giai đoạn này này, người ta lên đến đây thấy giá nó giảm thì người ta lại sợ là nó chỉ tăng đến đây thôi, nó không tăng được nữa, bây giờ nó đang giảm rồi thì mọi người lại bán đi đúng không? Thì lúc đó khi mà hàng được rũ hết rồi, thuyền nhẹ tênh rồi thì bắt đầu nó đẩy một mạch luôn lên đến trên này đó. Mọi người thấy rằng là nó đẩy một mạch luôn đến đây thì mới có gọi là chững lại một chút, sau đó đẩy lên đến đây và đi xuống như thế này. Thì mọi người thấy rằng là nó tăng cao như thế, nó x mấy trăm lần như thế, nhưng mà để mà thực sự những người mà có được lợi nhuận hay là những người mà có thể là x được tài khoản với Solana này nó rất là ít, tại vì nó tăng thì tăng rất là nhanh, cũng như là nó lúc mà nó tăng rồi là lúc mà mọi người thường là nhả hết hàng rồi. Thời điểm đó Alameda Research ấy, là một cái mà nó rất là có tiếng và nó đẩy thì rất là kinh khủng luôn. Thực sự thì rất là khó ăn được của nó, nên là mặc dù tăng cao như thế này nhưng mà những người mà đu đỉnh, những người thua lỗ nhiều hơn là những người mà có thể là có được cái lợi nhuận với Solana, tại vì ít người có thể là đợi được đến lúc này lắm. Tại hoặc là người ta chỉ có ăn được một ít thôi xong người ta lại bán rồi, hoặc là tiếc khi mà thấy nó tăng xả ở cái giai đoạn sớm này có thể là mua lại và lại đu đỉnh kiểu như vậy đó. Và mọi người thấy là nó xả từ trên này xuống dưới này thì rất là nhiều anh em đu cũng như là thua lỗ rất là nhiều luôn đó. Nên là đây cũng là một cái bài học mà anh em có thể là áp dụng cho những cái dự án về sau này. Mỗi khi mà đến đợt unlock lớn thì không có nghĩa là nó sẽ bị xả, nó còn tùy thuộc vào là team của nó như thế nào nữa, unlock cho team, unlock cho quỹ hay là unlock cho cộng đồng nữa nhá. Thì chúng ta cũng phải xem kỹ xem những cái đó nữa để mà chúng ta có cái chiến lược riêng nhé, chứ không phải là chúng ta cứ sợ hãi là gần đến nơi chúng ta bán, hoặc là chúng ta cứ ôm chúng ta đợi nó đẩy lên để mà nó có thể là xả được thì nó cũng rất là nguy hiểm nhé. Và tóm lại thì chúng ta thấy rằng là cái sự thành công của Solana ấy, là do nó sinh ra đúng cái thời điểm cũng như là nó giải quyết đúng cái bài toán của thị trường. Thì lúc đó ấy, thị trường chuẩn bị bùng nổ và ETH thời điểm đó ấy, thì nó vẫn còn là cái vấn đề là chậm mà rồi là cái phí rất là cao đúng không? Và Solana thì nó lại đánh trúng vào những cái đó, nó giải quyết được cái bài toán của ETH thời điểm đó. Do vậy thì nó có được cái sự thành công rất là nhanh. Thì chúng ta cũng có thể là áp dụng cái cách này để mà chúng ta tìm được những cái dự án, những cái trend ở cái chu kỳ uptrend tới nhá. Thì chúng ta thấy rằng là từ trước đến nay thị trường vẫn xoay quanh những cái đợt update lớn của ETH cũng như là giải quyết những cái vấn đề mà ETH nó chưa làm được đúng không? Có rất là nhiều những cái layer 1 sinh ra để giải quyết cái vấn đề đó này, cũng như là các cái layer 2 sinh ra nữa này. Và cái sắp tới thì chúng ta xem rằng là nó sẽ có những cái dự án nào mới, những cái mảng nào mới, nó giải quyết những cái vấn đề của thị trường, nó giải quyết những cái vấn đề còn tồn tại của ETH, thì chúng ta sẽ tập trung vào đó nhé. Thì đó sẽ là những cái dự án mà đi đầu cũng như là có cái sự tăng trưởng rất là mạnh. Rồi thì đó là cái quá khứ của Solana, thì mọi người cũng đã hình dung được cũng như là có được cái bài học cho mình rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi đến hiện tại thì Solana như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem đến cái ở trên DeFi Llama nhé. Thì mọi người thấy rằng là ở cái thời điểm mà đỉnh điểm của nó ấy, thì cái TVL của Solana lên tới là 9,6 tỷ đô. Nhưng mà bây giờ thì nó còn có là 304 triệu đô thôi đúng không? Mọi người thấy là cái sự sụt giảm rất là nhiều. Mặc dù là trong đa trend này thì rất là nhiều những cái dự án, rất là nhiều những cái nền tảng nó cũng có cái sự sụt giảm, nhưng mà Solana thì nó ảnh hưởng bởi là FTX xung đột nữa nên là nó giảm rất là nhiều đúng không? Và đến bây giờ thì chúng ta vẫn thấy là nó chưa có cái sự tăng trưởng trở lại nhé. Và chúng ta cùng kéo xuống dưới này để xem này, nếu mà ai mà ở trong cái thị trường cái thời điểm mà Solana bùng nổ ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là hiện tại những cái dự án đứng đầu, những cái dự án chiếm TVL lớn ở trong cái hệ Solana này thì nó không còn nữa. Gần như là các cái dự án nó đã rời bỏ Solana rồi, rất là nhiều dự án đã chuyển sang cái trên khác hoặc là nó không còn tồn tại, nó không tiếp tục hoạt động được nữa. Và đến hiện tại thì chúng ta thấy là có những cái dự án mới nó nổi lên ở đây, thì cái đó chứng tỏ rằng là
Hiện tại thì vẫn có những cái dự án tiếp tục là xây dựng ở trên này, thì đó cũng là cái điểm đáng mừng cho Solana. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái dự án mà xếp cái TVL lớn nhất trong cái hệ Solana đó là cái dự án Maria Finance này, là cái mảng Liquid Staking. Đây là một cái mảng mới đúng không? Cái này thì nó thực sự là nổi lên sau khi mà cái bản cập nhật Shanghai của Ethereum hoàn tất đúng không? Đó thì lúc này thì cái mảng này nó mới là mạnh lên thôi, còn đâu trước kia thì nó chưa có những cái mảng này. Và cái dự án thứ hai đó là Lido, thì Lido này thì nó có ở 5 trên cơ. Nó thực sự mạnh là ở trên Ethereum thôi, còn đâu trước đây thì nó cũng đã xây dựng trên rất là nhiều trên như là Solana hay Moonbeam hay Moonriver hay là Terra Classic. Thì chúng ta thấy rằng là ngoài Ethereum thì còn lại là Solana hay là Moonbeam, Moonriver hay là Terra thì cũng đã sụp đổ rồi đúng không? Moonriver hay là Moonbeam ở cái hệ đốt ấy, thì nó cũng có cái sự suy giảm rất là nhiều đó. Và một vài cái dự án ở dưới này nữa, Solen này thì cũng mới này và có một trên Solana thôi. Otka này thì nó cũ hơn này và bây giờ nó giảm xuống vị trí thứ tư rồi. Thì là một cái mới mà cũng có cái nhiều cái tiềm năng đó là Zito này, cái này cũng mảng Liquid Staking này, rồi là Radium, một cái sàn DEX mà cái này thì hồi mà Solana vẫn còn mạnh ý, thì cái này rất là nổi tiếng nhưng mà bây giờ nó bị giảm xuống vị trí thứ bảy rồi. Ở đây thì thứ 8 có MarginFi, thì đây cũng là một cái dự án mới cũng như là rất tiềm năng có thể là kéo cái dòng tiền trở lại cho Solana về sau. Rồi thì ở đây chúng ta thấy rằng là như lúc trước mình có nói thì những cái dự án mà đã từng bùng nổ cùng Solana ở cái thời điểm này này thì nó không còn chiếm cái vị trí đầu tiên nữa. Nó có một số những cái dự án mới mà nó vươn lên vị trí đầu ấy. Thì đây là những cái điểm sáng cũng như là những cái mà có thể là kỳ vọng nó sẽ mang lại cái lượng người dùng cũng như là lượng vốn, lượng TVL đến với lại là Solana về sau. Ở đây thì chúng ta thấy là hiện tại thì nó vẫn gọi là đi ngang thôi, nó chưa có cái sự tăng trưởng gì cả. Và ở đây chúng ta thấy rằng là những cái thông số ở đây thì nó cũng rất là thấp thôi, về cái lượng phí này cũng như là lượng doanh thu này cũng như là volume đó. Thì chúng ta có thể là theo dõi ở cái hệ Solana này, khi nào mà cái này nó đi lên này, dần dần đi lên, cũng như là những cái dự án ở đây này nó tăng về cái lượng TVL cũng như là lượng TVL của cả hệ này nó tăng lên, thì chúng ta hãy chú ý đến những cái dự án mới ở trong cái hệ này mà nó chỉ có vào cái top này ở trong cái thời gian gần đây hoặc là ở trong cái thời gian sắp tới thôi nhé. Tại vì những cái dự án cũ ấy, ở cái thời điểm này này nó đã bị thay thế, những cái dự án mới mà nó thu hút được nhiều TVL thì chứng tỏ là nó đang đi đúng hướng cũng như là nó đang thành công, thì chúng ta cũng có thể là để ý cũng như là đầu tư vào những cái dự án đó nếu như mà nó mang lại TVL cho Solana cũng như là nó thu hút được nhiều người dùng về cái hệ Solana này. Và tiếp theo thì mọi người thấy ở đây hiện tại cái cung lưu thông của Solana thì đang là 411 triệu nhá, và cái lượng stake là 396,6 triệu, nó tương đương với lại là 71,2%. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là Solana này nó có cái lượng stake khá là cao đúng không? Tức là có đến là 70% là Solana được stake ở trong các cái validator để mà có thể là xác thực ở mạng lưới cũng như là nhận được reward các thứ ấy. Thì cái lượng ở bên ngoài thì nó có rất là ít, thì chúng ta thấy rằng là cái giá của Solana thời gian này thì nó cũng không có biến động nhiều đúng không, cũng không có nhiều người gọi là mua bán gì đúng không, tại vì rất là ít người còn cái Solana ở bên ngoài, người ta mang đi stake rất là nhiều rồi đúng không. Thì đây cũng là một cái đồng coin mà có cái lượng stake cao, không nhiều những cái dự án có được cái số lượng mà stake lên tới là 70-80% đâu. Thì có một vài những cái dự án mà có lượng stake nổi bật như là ADA hay là CSPR, đó là một số những cái dự án mà có cái lượng mà staking rất là cao, mọi người mang coin đi stake rất là nhiều và không có cái xu hướng là mua bán nhiều ở trên thị trường nữa. Và tiếp theo thì chúng ta trở lại trang chủ của Solana để mà chúng ta xem một số những cái thông số mà dự án đã thống kê. Thì hiện tại thì đang có là 11,5 triệu cái account active, rồi là 21,9 triệu NFT được min ở trong cái hệ này, rồi là phí nó rất là rẻ, 0,000025 đúng không, rất là rẻ luôn và nó rất là nhanh luôn. Hiện tại thì 4.685 transaction trên dây cơ và 1.974 validator đang hoạt động, và nó có thể là mở rộng rất là cao, cái số transaction rất là lớn này và gần như là cái phát thải carbon bằng không luôn. Và hiện tại thì Solana nó cũng đang rất là nhanh rồi, nhưng mà sắp tới thì nó còn nhanh nữa.
thì Solana nó có kết hợp với lại là dòng crypto, nó phát triển một cái có tên là Financer. Thì đây là một cái dự án mà có thể là mở rộng cái tốc độ của Solana lên rất là cao, nó có thể là lên tới hàng triệu transaction trên giây. Thì mọi người cũng có thể là tìm hiểu về cái Financer này nhé. Thì cái này thì nó chưa có ứng dụng cũng như là nó chưa tích hợp vào Solana, nhưng mà nếu mà sau này mà nó hoàn thiện, nó tích hợp vào Solana thì Solana sẽ còn nhanh nữa. Thì đây cũng là một cái kỳ vọng cho cái sự tăng trưởng cũng như là sự trở lại của Solana về sau. Thì tất nhiên là nó chưa có, nó đi vào chính thức, nó chưa có hoạt động thì chúng ta cũng chưa thể nào đánh giá được nó có hiệu quả hay là nó có thu hút được nhiều những cái dự án và những cái người dùng về với Solana về sau này không. Nhưng mà đây cũng là một cái mà chúng ta đáng để mà theo dõi và chúng ta kỳ vọng cho Solana về sau này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng xem là Solana hiện tại xếp thứ mấy theo thống kê của DeFiLlama nhé. Và Solana thì đang xếp thứ 10 về cái lượng TVL. Hiện tại thì trên Solana thì có một số những cái dự án như là Bay này, một cái layer 2 rất là mới này, hay là Missy này, Avalanche, Optimist, Polygon, Arbitrum, BSC, Tron và Ethereum thôi đúng không? Đó thì Solana đã sụt giảm là khá là nhiều. Trước đây nếu mà với lại là cái con số là 9 tỷ thì nó sẽ xếp tầm top đầu này rồi đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đi xem một số cái mảng khác ở trên cái DF radar nữa. Thì ở đây chúng ta sẽ xem thống kê một số cái mảng như là game này. Thì ở đây chúng ta xem là những cái dự án đứng ở đầu này có dự án nào của Solana hay không. Thì mọi người thấy ở đây này, những cái dự án ở trên này chúng ta chưa thấy cái dự án nào ở trên hệ của Solana cả đúng không? Rồi, đến 25 rồi mà chưa có này. Chúng ta tiếp đến NFT đi. Về mảng NFT này thì mọi người thấy rằng là chủ yếu vẫn là Ethereum này. Ở đây thì có một cái dự án có cả ở trên Ethereum với lại là Solana, nhưng mà khả năng là phần lớn của nó ở trên Ethereum thôi đúng không? Rồi, ở dưới này vẫn là Ethereum là chủ yếu với lại là các cái layer 2 ở trên Ethereum thôi. Còn đâu ngoài ra các cái hệ khác thì chúng ta thấy rất là ít. Ở đây có một cái dự án ở trên Flow thôi. Rồi, tiếp theo thì ở đây mình sẽ đi vào kỹ hơn xem là ở cái mảng Marketplace này xem nào. Ở đây thì có Magic Eden thì có ở trên Solana với lại Bitcoin thôi. Thì Bitcoin thì nó rất là ít thôi, nó mới thôi, là khả năng là cái này là cái dự án nổi bật ở trên Solana này đúng không? Thì đây chúng ta thấy có một cái dự án về mảng là Marketplace là chợ giao dịch NFT, thì có Magic Eden là nổi bật ở trên Solana thôi. Nhưng mà hiện tại thì cái mảng NFT này nó đang bị sụt giảm khá là nhiều cả toàn bộ thị trường, nên là nó cũng không có mang lại nhiều những cái lượng người dùng hay là những cái sự chú ý cho Solana đúng không? Ở mảng Aerator này thì chúng ta cũng thấy là chủ yếu ở trên Ethereum thôi. Tiếp theo chúng ta đến với mảng Social xem nào, xem có dự án nào mạnh của Solana ở trên top đầu không. Ở đây thì chúng ta cũng không thấy có đúng không? Ở đây thì có cái dự án này, Chiggery này, xếp thứ 19 thì có ở Solana với một số những cái mạng khác thôi. Nói chung thì cũng không có cái gì nổi bật đúng không? Về game đi, một mảng cũng rất quan trọng của Solana, tại vì trước đây Solana nó rất là nhanh mà, nên là các cái dự án game nó cũng rất là cần những cái dự án mà có tốc độ nhanh như vậy. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cũng không còn cái dự án nào ở trên Solana thực sự nổi bật nữa về cái mảng game này. Ở đây có cái dự án Deacon Coin Flip này thôi, xếp thứ 11 cơ. Đây cái dự án nữa là DBBit này là xếp thứ 22 thôi. Và cái dự án Best Dex này thứ 25. Đó thì vừa rồi thì chúng ta cũng xem một số những cái mảng quan trọng, thì Solana bây giờ nó không còn nhiều những cái dự án trên hệ đó xếp ở top đầu nữa đúng không? Đó thì mọi người cũng phải là ghi nhận được cái thực tế nó là như vậy. Hiện tại thì chúng ta thấy có một số những cái dự án mới vẫn tiếp tục xây dựng ở trên Solana, nhưng mà thực sự là chưa có những cái dự án nào thực sự nổi bật được xếp ở những cái top đầu ở những cái mảng như ở đây đúng không? Và nếu như anh em nào mà theo dõi Twitter của Solana thì thấy rằng là Solana là một trong những cái dự án top đầu về lượng người follow ở trên Twitter đúng không? 2,2 triệu follow, một con số khá là lớn. Và cũng như là trên Twitter thì Solana vẫn rất là chịu khó cập nhật những cái thông tin về dự án cũng như là những cái buổi thuyết trình, rồi là những cái hội nghị để mà quảng bá hình ảnh, rồi là đưa Solana đến nhiều người biết hơn đúng không? Và cũng như là dự án thì vẫn là tích cực đầu tư cho những cái hackathon để mà có thể là
thu hút được nhiều người, nhiều lập trình viên, nhiều dự án đến với lại là hệ sinh thái của Solana hơn, đúng không? Thì mọi người thấy ở đây này, vẫn có những cái hackathon như thế này để mà thu hút được lập trình viên và dự án phát triển trên hệ sinh thái. Thì những cái dự án có thể là tham gia vào những cái hackathon như thế này để mà nhận được cái sự hỗ trợ về vốn cũng như là về kỹ thuật từ cái đội ngũ của Solana, và rất là nhiều những cái dự án đã phát triển từ những cái hackathon như thế này. Đó, thì trong DAOCHEN này thì không có nhiều những cái dự án mà có thể là tiếp tục là rót vốn vào những cái hackathon như thế này. Điều đó cũng là cả một cái điều đáng mừng. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau cập nhật về cái chặng đường của Solana, đúng không? Một cái dự án đã từng bùng nổ rất là mạnh, và chắc chắn là sau này Solana vẫn còn được nhắc đến rất là nhiều nữa, dù là có trở lại đỉnh cũ về giá hay là có thể là trở lại cái vị thế của mình được hay không, đúng không? Thì nó vẫn là một cái dự án đã từng rất là thành công ở cái chu kỳ năm 2021, và hiện tại thì giá của Solana đang chia rất là nhiều. Thì để có thể là trở lại đỉnh cũ được hay không thì mình nghĩ nó sẽ rất là khó, nhưng mà để mà có thể là kiếm lợi nhuận với Solana ở cái chu kỳ tới thì là hoàn toàn có thể, tại vì mọi người thấy rằng là dự án thì vẫn tiếp tục hoạt động rất là tích cực, cũng như là có một số những cái dự án vẫn tiếp tục là phát triển là mới ở trên cái hệ của Solana. Thì điều đó chứng tỏ rằng là nó vẫn có những cái ưu điểm để mà thu hút những cái dự án ở trên này, và những cái hackathon sắp tới cũng là những cái nơi mà thu hút được những cái dự án mới tiềm năng đến với Solana, và cũng như là cái dự án mà Solana nó kết hợp với lại là Zoom nữa, thì sau này không biết là nó có thành công được hay không, nhưng mà đó vẫn là một cái mà nó có cái tốc độ và sự mở rộng rất là cao, và chúng ta cũng có thể là rất đáng để mà chờ đợi và theo dõi cái hệ Solana này, đúng không? Còn việc là chúng ta nên mua Solana để đầu tư hay không thì cái này các bạn sẽ dựa trên những cái mà mình đã cung cấp, cũng như là các bạn tham khảo thêm một số yếu tố, cũng như là chúng ta chờ đợi thêm một thời gian nữa đã. Chúng ta không nên quyết định vội vàng cũng như là không nghe ai cả. Mọi người nên là tự theo dõi, tự tìm hiểu và tự đưa ra quyết định cho mình. Hiện tại thời gian này nó vẫn là cái thời gian để mà mọi người học tập, để mà mọi người tự quyết định, để mà mọi người tự sai lầm và rút ra những cái kinh nghiệm để chúng ta có được nhiều trải nghiệm, nhiều bài học và nhiều kinh nghiệm để có thể là kiếm tiền ở trong cái chu kỳ uptrend sắp tới nhá. Chứ còn nếu mà bây giờ mà mọi người vẫn cứ đi theo kèo, vẫn cứ đi gọi là nghe theo người khác, thì đến lúc uptrend mọi người sẽ không thể nào mà tự mình có thể là chốt lời được, tự mình mua con nào được, tại vì mọi người không có kiến thức gì, mọi người không có kinh nghiệm gì, thì mọi người rất khó để mà có thể là kiếm tiền được ở cái chu kỳ uptrend sắp tới. Thì cái chu kỳ uptrend năm 2021 rất là nhiều bài học rồi, rất là nhiều người đã có lãi nhưng mà cuối cùng không giữ được tại vì không có kinh nghiệm. Nên là mọi người bây giờ hãy học đi, hãy trải nghiệm đi, hãy sai lầm đi để mà có thể là cái chu kỳ tới mọi người có thật nhiều kinh nghiệm, thật nhiều bài học và thành công với nó nhé. Và video cũng khá là dài rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mà mọi người thấy video hữu ích thì rất là mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách là ấn like video cũng như là ấn đăng ký kênh, và nếu có thể thì chia sẻ nó cho nhiều người biết đến hơn nhá. Và cũng như là mọi người thấy video còn thiếu sót cái điều gì, hay là mọi người có đóng góp gì cho cái nội dung của video, thì rất là mong mọi người để lại ở dưới phần bình luận của video nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.